Đồ đẹp thú vị là vậy nè anh chị. Đó, nó ra hai con nha. Thì bây giờ sẽ tách hai con này và đem lên Cần Thơ giao cho anh chị tại hội Hoa Lan Cần Thơ nha. Đó, đây Lâm sẽ tiếc một mắt ở đây nữa trời. À, thôi cắt đây luôn đi, kệ đi, coi như là hy sinh một mắt. Đó. Xong, gỡ ra từ từ nha. Dễ nhiều lắm anh chị ơi. Nó ăn vô cái cọng dây này nè, ăn vô cọng dây này khó gỡ quá, một tay à. Ok, đây rút ra nha. Khó gỡ quá, có cầm một tay không dám để xuống, tại vì để xuống là cái chậu nó hư rễ. Đó, ok. Hai con này thì bây giờ cái phần còn lại này Lâm sẽ phun, tiếp tục phun cái Nano Mega Plus thái cho nó nha, để kích thích nó ra con nữa. Đó, cảm ơn chị đã xem video nha. Rồi.